ông hả? Lại bà nói. Tối rồi cũng còn, tối rồi cũng còn tiếu nữa. Nói gì à, vợ con ở trong kìa. Con à, chừng nào con có qua nữa đem cho ngoại trư chơi dầu nghe con. Dạ. Đừng dạ. Có đánh chống lãng. Hay không đi. Cho không có. Làm đấy sợ ông chết. Ủa, cho ông chai dầu nữa đó nha. Mà ông đi. Ông đi. Giờ cho anh. Cái đầu xuống đầu dù. Đẹp đi mà nó cho, nó cho hung kìa, nó bả cho hung rồi đó, cái đầu sưng thùng vô ngon lành gì không? Con sẽ hung cái chỗ mà vừa rồi bị té, cho là chỗ nó đau đó, một ha đau mà. Giờ con sẽ hung chỗ đó cho mau sẹp nha. Ờ không đi, cho đó. Thí mẹ mặn cùi đi ha. Không phải thí mặn cùi, cho cháu hung. Cho hung à, cái này là dần hiến ha. Ờ dần hiến. Dần hiến. Ờ đó. Mấy bạn? Vậy, hổng rồi có nghe nói chuyện điện nhiêu không? Không biết, hỏi mụ ba. Hả? Hỏi mụ ba. Vậy hả? Tôi đợt này đâu biết. Con mới gì cho tiền hoang ngoại rồi đó. Bây giờ con hết tiền rồi, lấy tiền đâu đóng tiền điện. Hả? Xin tiền đóng tiền điện. Ờ, giờ xin tiền đóng tiền điện. Đó, thấy không? Ờ, nhóc kìa, đóng nhóc thôi, nhóc quá. Trời ơi, có nãy đếm mà còn có vài tờ hả? Vài tờ, nhóc. Giờ tới chương trình đóng tiền điện, bắt đầu. Móc điện ra, tèn, 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 tèn. Giờ tiền đó. Chào quý vị, đây là sản phẩm trấu viên do Không Phi Phong tạo ra, thì được dùng cho những lò hơi trong khu công nghiệp, thì số lượng rất ổn định. Quý vị nào có nhu cầu hãy liên lạc với Phong qua số điện thoại 0907 981218. Giá cả sẽ cạnh tranh. Thì cô chú anh chị nào đã có nhu cầu về sử dụng trấu viên hãy liên lạc Phong, bảo đảm sẽ có nguồn hàng ổn định, giá cả cạnh tranh. Hãy ủng hộ Phong nhé. Nó đóng tiền điện. Ba kìa. Ba đó ba. Tôi cùng đổ bình à, mấy chục ngàn. Ờ. Thì cái này xài chung trả tiền chung chứ. Không, tiền bình hai chị em hùng lợi. Không. Không phải tiền điện á. Đóng tiền điện. Bữa đó nghe nói 300 mấy hay gì. Trời ơi, cô mà bỏ đủ tiền. Chung hết trơn á, 300 mấy. Đâu rồi? Còn tiền nước thì nó đóng trùm hết trơn á. Trùm luôn hết trơn đó là 200. Ừ. Ổng rửa chén rồi ổng qua. Ừ, chờ ổng rửa chén chút cũng qua. Nó mua... sao đủ? À, nó mua bóng cà na nó kìa, nó mua bóng cà na nó gắn kìa. Mà tự. Vậy. Bụng phận nó là nó phải mua chứ. Không phải bây giờ nè con hổ. Con... mua bóng xài trong nhà thì bà ta mua giùm thì bà trả tiền chứ. Ừ. Chú mua giùm mà bắt người ta chịu hay sao? Ủa, hôm qua nó chịu mới phải à. Không dám đâu. Người ta nói tiền nhiều để làm gì? Mình mua cái gì mình chi ra? À, tôi không đóng mà. Tôi không chia. Hôm qua nó đóng cho tôi mới đọc phải. Nó là em. Thôi bây giờ nè. Chú không đóng đó, không đóng gì nữa. Ừ. Con á, tiền điện để con đóng. Nhưng mà bây giờ con không tiền, con mượn lại cái phần hồi nãy con mới trao đó, để con đóng được không? Tiền cháu nhóc. Trời cho ơi, không có cần. Bà cho không, bà hỏi tôi, bà cứ hỏi ngang tôi hoài, ghét quá. Ừ. Cái chuyện bà lo. Đây nè, bà cãi cho tôi. Hai chị em Hùng. Mạng ta biết hả trơn. Ừ, hai chị em mình Hùng. Lên mạng thấy bà kia hiện hơn bà tử không à. Rồi bây giờ quyết định sao nè? Cái gì cơ? Không phải bây giờ. Bà tử đó, người ta bắt lên. Cãi cãi rồi, nhưng mà nè, con cãi cãi. Cãi cho bà cái gì, bà có nghiêm nghiêm qua bên tôi luôn. Bà la tao, bà nói bà có gì cũng nghiêm nghiêm qua tôi không à. À, chị em mình Hùng lại. Thôi, tôi cũng Hùng. Mở bây giờ nè, con chưa biết tiền điện nhiều. Nhưng mà bây giờ là con không có đem theo tiền thì cho con mượn lại đi, rồi bữa nào con qua con trả. Nói bộ chứ. Tiền nhiều đấy làm gì.
Hôm hôm tôi đi tao dắp cái võng, cái giò này nó treo lên rồi nó văng xuống đây nó chọi cái ngón út. Giờ chưng cái giò. Thôi bây giờ cuốn cái võng. Đúng rồi. Pháo ra hả? Thù lù rồi nè. Ca nó qua nó hỏi bà biểu đâm gừng với muối bò. Bây giờ nè hai ngoại hỏi có tiền bây giờ nè lúc trước con nói tiền điện phải không? Bây giờ tiền nước để con lo luôn. Thì bây giờ đó, là hai ngoại hỏi chú ba bao nhiêu tiền để mà con trả nè. Nhưng mà phải cho con mượn nha. Mới nhận tiền rồi đó chú ba. Mượn tiền mà giờ bà kêu mà kia giờ bà. Má ưa giùm tôi lắm. Trời ơi, bá có tiền mà. Giờ thì hai bà này sống này á, chưa có chú Phong á thì chú Phong á thì điện đồ này chứ nó không có như đơn giản thôi, chỉ đốt đèn với nước tôi cũng chuyện vô lâu rồi. Dạ. Thì cái chuyện này sinh hoạt bình thường thì tôi lo được cho nè. Ừ. Nhưng bây giờ nó quá nhiều, tủ lạnh quạt gió các ấm điện các thứ gì nó hơi nhiều chút thôi nhưng mà cũng được chứ không có gì. Dạ. Nhưng mà chú thì làm từ thiện thì chú cho bả. Dạ. Ví dụ cho bả 1 triệu đi mình cho lại 800 hay 900 gì thôi. Dạ. Mình đóng thì điện 100 đó nó vậy đi. Đó, cái đó là cũng như đóng tiền điện cho bà rồi đó. Hai ngoại chịu không? Ví dụ như cho 1 triệu, giờ trước lại 900 thôi. Còn 100 đóng tiền điện. Đó, chứ không phải là... Bộ bà nghe, chứ không phải là hai bà. Nó... Bộ có hai mặt bí sĩ rồi kìa. Vậy? Bí sĩ rồi. Không có, ai sao tôi vậy? Không phải là tôi cũng trả được, chứ không phải được tôi lôi hai bà được. Đó. Nhưng mà bây giờ thôi trước lợi. Đó, vậy thôi, chứ không phải là bắt bà phải đóng mà là từ thiện không? Từ thiện cho 1 triệu, thôi giờ cho 900. Đó, vậy đi. Đó, bây giờ á là mình được duyên á thì mình cố gắng mình cũng xài tiết kiệm nha. Hai ngoại. Biến quá đừng có uổng thôi. Uổng. Được cái gì chưa? Lúc mình ngủ và đốt sáng á để kiếm cho cái điện này nó phí hơn nữa. Cho hai phụ mà cho chú Phong. Không, chú Phong nhận tiết kiệm mà được nhưng mà đi mà đốt bỏ để làm gì? Có lợi cho tốn tiền chứ không mà bỏ ra để làm từ thiện cũng không có được xứng đáng chứ không có gì mà phải làm cho đúng nó được thôi nhưng có lợi ích cho mình mà cho xã hội chứ để mình ngủ mà đúng rồi ăn cái nó tốn tiền cái đó như chẳng hạn hai ngoại mà xài tiết kiệm á thì mình sẽ được lâu dài còn nếu mà mình xài mà quá trời nhiều luôn á mà tối ngủ mà đèn sáng chân luôn á thì đồng tiền con bỏ ra thì nó sẽ bị ngắn cái thời gian lại. Không phải ai cũng cho mà không có mà đi ngủ là để bóng đèn cà na. Thì đó, gắn cà na đó, bóng đèn cà na. Thức thì để bóng đèn bự rồi chừng ngủ cái tôi để bóng cà na. Hôm giờ hai đêm tôi gõ cửa không, kêu quá tắt. Phải tắt nha. Hai chị em mà ngủ rồi tôi tắt rồi tôi kêu vô gõ cho hai chị em bảo bàn với nhau nha. Gõ chết kêu bà ngủ rồi tiết kiệm để mà mình được lâu dài hơn. Tôi nên tôi mở bóng tà na rồi bà chứ mở đâu để mà, đâu có để bóng bự đâu dạ. Mà để bóng bự ra mà giá tiền cũng hơi nhiều nha, kim tây kim hai túi vậy đó. Đây, mấy tiền kim về này không sao sáng là tôi tắt rồi chú qua mới nãy hả con nói giờ con với ngoại hai á thi người nào mà tiền nhiều người đó thắng á bà nó chắc tao thắng quá đó. Bà không thắng đâu chứ không đâu. Không, con ít tiền lắm. Bà nó chắc tao thắng á. Sao ít thắng được. Đi mà ít tiền hả? Dám ít tiền được. Ủa cống béo vậy. Đâu vậy là nhiêu tiền vậy chú ba? Tháng này thì không có nhiều. Dạ. Ví dụ tôi trước tôi xài thì điện thì tháng chừng 150 ngàn. Dạ. Nhưng mà có bà Tư bà Hai thì bà mới đẹp mới đốt cái gì chứ dạ. Tủ mới vô đây chừng nửa tháng vậy thì nó tăng lên cỡ mới gấp đôi à. Thì cũng có nhiều. Dạ. Thì cái như là con lo tiền điện với tiền nước cho hai ngoại luôn đi để mà không có phải xuống dưới sách gì nữa hết. Hai bà này thì không có nhiêu tiền đâu, theo tôi độ giờ hai bà xài một tháng 150 ngàn trả lời chứ không. Dạ. Tủ lạnh tiền điện với nước đồ kia cắt hết 150 ngàn. Đúng rồi, mấy cái đồ hiện đại này nè nên năm ra nó có mức độ tiêu hao điện bây giờ là bây giờ tôi xài một cái gia đình dạ.
là nó quy định là bây giờ hồi đó 40 kg là giá, ví dụ như giá 1.000 rưỡi. Rồi từ 40 kg cho lên là giá 2.800. Đúng rồi đó. Từ lên lên là phải 2.000 hai mấy, hai mấy ngàn. Nó theo nước than. Xài nhiều. Chú xài tháng rồi 150 rưỡi, tháng này 300. Thì hai bà này 150 rưỡi, chú 150 rưỡi, tỷ gì đó. Thì đó, bây giờ. Còn sao nó có lên nữa thì tính lên nữa. Để vậy không có để thiệt thòi của cho chú nha. Tại số lượng nhiều nó bị phạt. Bị phạt, cái tiền phạt, nó theo nước than. Xài 50 kg nó khác, xài 70, 100 hay là nó sẽ leo theo giá. Thì chú nằm chết nhà 150 rưỡi hoài. Còn mấy bà này thì lên nhiều, mấy bà không nhiều. Bây giờ tôi xài tới hai chỗ lận. Dạ. Ở trong kia thì cái giá điện nó báo yên. Dạ. Ở trong thì tôi xài dữ lắm, xài tới 2 triệu mấy, 3 triệu tiền điện không à. Cái đó là hợp sản xuất rồi ha. Dạ. Câu điện nó lòng gọi đây. Ở đây thì tháng tôi thường thường xài 150 rưỡi, 120. Dạ. Là tối đa. Mà bây giờ khoảng 200 mấy rồi. Mấy tiền nước là nó tôi xài cũng có 60. Dạ. Bây giờ là hai ngoại nhiêu chú ơi? Năm mấy, 60, 6 mấy, nhưng mà bây giờ phải 200. Dạ. 995, chứ không được 200, 995. Dạ. Tính 200 đi. Vì cái nước á, mà mới bốt tôi dặn chị Hai với bà Tư nha. Mình mở ra, mình sử dụng, xong rồi mình phải dặn khóa lại. Để nó chảy hoài, nó quý. Tôi khỏi dặn. Tôi khỏi dặn, tôi có thùng đàng hoàng. Tôi có thùng đàng hoàng, bảo mở, bảo là chạy nắp nhà chứ. Vậy là bà Tư có để cho tràn nước không? Sao không? Không, có lần nè, không có tràn, bỏ tràn nước mà ngập vô nước nè. Cô nói giùm cái chú Ba bên đây coi giùm cái mấy cái ống có bể không mà đồng hồ nó quay dữ lắm luôn. Nên có tràn nhiều ký, nên là nhiều ký. Vậy là có một lần thả nhóc nhà chứ. Tôi nói mầm rồi phải phá rồi. Vậy là cái kiểu này là cái kiểu mà xả nước mà không khóa nè. Ờ, bà quên nước ngập nhà hết trơn. Bà nói không, không, không. Ờ, một khối cái này tới 6 ngàn rồi. Uổng, uổng lắm đó. Bởi uổng nước lắm, thà là rồi là phá liền. Rồi là phá lại liền. Ờ, cái ống nó xảy nghe xà xà chứ không phải ít đâu. Ai mà nói lời bà. Thì bà có nè, mới mời yên. Có sao không? Đó, vậy là bà Hai thấy luôn phải không? Sao không? Rồi, lộn nghe. Lộn rồi, lộn chỗ thấy. Vậy là bà Hai nghe luôn hả bà Hai? Sao không? Vô đáy mà không nghe. Trời, tôi đáy mà không nghe. Kế bà luôn. Tôi vô cầu trời đáy. Chàng đâu? Chàng. Em đó chàng nè. Tôi lộn vô nè. Vậy là có mới chú. Nói. Tôi nói tôi vô cầu đáy nghe không? Đừng làm gì, đừng lên phải. Tôi biểu là đừng vô và là dặn liền. Ờ. Đây nè. Nói rồi phá rồi. Mà bà bật lên mà nó không cháy rồi á, nó xì xì xè hoài bà không cháy bà cũng để luôn nó giờ hết giá dạ. Có mấy bữa. Nên con có nói á là bây giờ á là sẽ nhờ cô Ba hoặc là chú Ba sẽ kêu bình ra. Kêu đổ giùm bình giùm tôi thêm tiền tôi thêm. Đó là bà nói là bà sẽ bỏ tiền ra bà mua cái bình ga đó. Đổi chứ mua gì? Thì đó phải đổi đó. Đổi rồi thêm tiền. Tại mình ngoại ơi. Tôi còn bình ga tôi còn. Đâu, cái thằng kia nó giao bình ga lúc nào phải đầy chứ đâu có giao nửa bình được. Cái đó là do mình không có khóa lại. Đại lý của người ta là giao đầy đâu ai giao kỳ cục á. Cẩn thận nha ngoại, mấy cái chuyện mà xì ga nó cũng nguy hiểm lắm đó nha. Ừ. Khó lắm chứ phải vậy. Dạ. Ôi thầy ơi, hỏi tôi thay 400 mấy á. Tôi xài gì quá trời, quá trời bình ga. Bả xài có gì đâu mà không lại chỉ tháng gì mà hết trơn. Trời ơi, mở tôi qua tôi coi nè, tôi nói ủa sao chị không bật cho lại nó xì ra hết phải rồi. Bật qua vậy nè nó kéo bỏ luôn. Rồi nó xì 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 hoài. Thì trong vòng vài tiếng hồ, ba uống tiếng hồ này hết mẹ mình ra đâu có còn. Bây giờ á là mấy ổng chỉnh cái ga mạnh lắm. Đúng rồi. Nó hãy nó chịu xì là xì tốc độ luôn mà. Kỳ xì mau hết lắm. Chứ cái nhà ở đây á nó cũng hở không hở mà kính cũng hơi kính đó nha, nguy hiểm đó. Thấy không chú Ba? Chết á. Nhưng mà giờ đồ cháy nổ mà đốt đèn dầu đi ngang là nổ cái thình liền. Đó 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 đó. Phá ra lại mà phá lại. Nên không có gì. Cái này nó tiện cho hai ngoại nhưng mà mình phải biết sử dụng nó mới an toàn. Không biết sử dụng nguy hiểm lắm đó. Bình ga tao còn nấu được mà. Cái tao còn nấu mà. Tao còn nấu canh đồ, tao còn được nó nấu nước đồ, tao còn cháy. Ừ, thôi bây giờ có cái gì thì xài cái nấy. Ví dụ có ga thì xài ga. Đừng có ra đây nữa, bắt đầu mưa gió rồi nè. Đó, à, nên giờ là cẩn thận. Thôi, củi khói lửa tùm lum mà có khi... Bỏ tiền cho ra, phải gì để bỏ cái cho bỏ hết ra, bỏ nấu.
Dạ thôi bây giờ nè, tự giờ chú qua đó, nói vậy đó thì hai ngoại có đồng tình không? Có vấn đề là điện xài tiết kiệm, nước thì mỗi lần mở phải nhớ tắt nha. Cái nào phải thôi thì không quên rồi để, dạ để bảo quản lại, cái đó là cũng tiền không à, chứ không phải như không mà mình có mà xài đâu, cũng từ thiện cho cũng dạ. Bên chú không cho và mình tôi cũng chịu đó, nhưng mà điều tiết kiệm lợi thì người ta có thể người ta ủng hộ lâu dài được. Đúng rồi đó, xả cản người ta tiện, người ta lo cái chuyện nói người ta cũng phải cắt hả, tiện đâu mà chịu hoài, mà phí quá thì người ta đâu có khả năng ta lo nổi. Vậy là đồng tình hả ngoại? Rồi vậy đi, vậy đi, lúc nào người ta cũng lo có cuộc sống ăn ngon lạnh chứ, cơm gạo đầy đủ, nước đầy đủ, điện sáng tối sáng đi, đừng sợ đi lại cầm tay chứ vậy nó sủa, phải biết vô mình đừng có tiếng đừng phí lãng phí quá. Dạ. Với con cái nãy con cũng hỏi có vấn đề là nói mà còn đi xin nữa đó, rồi còn cái hàng nào đi lại rước nữa đó. Ừ, quên nó không à. Hứa không, với con rồi đó. Không à, cái đó mà bấm cho nó không tắt. To bữa đó tôi kêu qua. Bấm không tắt lấy tay gõ. Bấm buông ra cái nó cháy. Nó không tắt. Nó không nhảy. Nó không bật lại, nó không nhảy. Gõ mạnh xuống. Rồi cái ngoại mới lấy sợi thun ngoại băng rồi. Không có bà. Nhấn mạnh là nó tắt à. Tôi kêu mày đó, tôi kêu mày qua tắt giùm tao đó. Không có, nó không tắt không. Lấy tay nhấn mạnh phía dưới xuống. Nhấn mạnh vô. Ngoại biết cái đó là gì không? Nó còn cái lò xo nó còn mạnh. Đó, nên mày phải tắt cho nó đàng hoàng, nó rõ đàng là bấm cho nó nghe cái cớp luôn. Chứ mà bấm nhẹ là nó bật lại ngược lại. Không có, rồi ngoại mới lấy sợi thun ngoại băng rồi. Vậy cũng được đi, cho mà nhớ nữa. Lấy sợi thun băng cứng lại cái nó là nó tắt hả? Tôi đè xuống rồi. Bếp của bà hai nó cứng quá à. Bữa qua chạy kêu qua mày tắt giùm tao, tao tắt không được, nó cháy hoài kìa. Đó thấy không, chú hai ngoại, chú qua là một người ơn của hai ngoại nhiều lắm đó. Nếu mà hai ngoại á mà không có được cái chỗ mà che nắng che mưa nè, hai ngoại có biết mình ở đâu nữa không? Khổ lắm. Đó, đột lại. Không có chỗ này ở khách sạn đâu mà. Chưng, mới hôm hôm giờ chưng à. Ở gầm cầu nè, hoặc là đi vô viện dưỡng lão đó. Nên giờ là mình được duyên á, mình được sự giúp chúng đỡ của biểu bó gừng vô tháo ra. Trời ơi, có hai mẻ bó gừng nè, chứ thôi nó sưng dữ lắm luôn. Không dính bó gừng nè, bó gừng với muối á, sưng nè, cái bị ngón cái á nó chổi ngược. Thôi bây giờ khoan đi hai ngoại để con hỏi là hiện giờ á là cái phần điện dưới nước của hai ngoại á là nó tầm khoảng nhiêu chú ba, để con gửi luôn hôm nay luôn. Hôm nay cũng đầu tháng rồi. Bà vô đè đây ấm điện và gió mới có nửa đường à, chứ không có được tháng. Nhưng mà mình cũng có cái theo cái dựa đâu đồng hồ đó, thì chú cứ việc tính đi, đừng có thiệt hồi bên chú nha. Tại vì cái này con đã lên tiếng luôn rồi. Cùng con với chú cùng lo cho hai ngoại đó. Chứ Mạnh Thường Quân lo luôn. Thì hai bà này tháng là chú ủng hộ 100 ngàn. Con biết không? Cái hồi mà cấp mà con chưa có lo cho ngoại. Để chú qua. Bà thì cô ủng hộ tiếp mớ. Dạ. Vậy thôi chứ không. Vậy là con phải đưa tiền điện đến tiền nước luôn nha. Tiền điện tiền nước luôn đi chú qua. 150 ngàn trả lời hả, chứ không lên đâu. Từ 100 ngàn cũng được. Thôi bây giờ rồi. Thôi cái đó là thiệt hồi bên chú đó. Là riêng về điện với nước á, thì thôi giờ con gửi cho chú 300 đi. Không có để là chú thiệt hồi đâu. Tại vì á, mỗi lần mà xài nhiều nó sẽ leo theo chỉ số. Rồi gửi luôn 2 tháng luôn ha. 1 tháng chứ, tháng 3. Gửi gì là hơi nhiều. Nhiều hả? Vậy giờ con gửi nhiều. Nước, điện luôn nha. Đúng rồi. Là nhiều. Tháng có 150 ngàn thôi. Thôi giờ nè, vậy 200 đi. Đó. Mình để chắc tiền nước chắc. Dạ, con cứ gác chuyện. Dạ, con gửi. Gửi nhiều quá thì dạ. Cũng phí thôi. Dạ. Ví dụ như đây lo cho bà cũng được. Vậy là giờ có lấy đồng bạc nào đâu. Dạ. Con biết không, dạ, từ hồi mà con chưa có lo cho ngoại đó. Dạ. Thì nó ngay tới tháng đóng điện là nó đóng không à, nó không có cho ngoại tư đóng. Thì con có nói đó, tức là con xin chú qua là con cùng hỗ trợ với chú qua lo cho hai ngoại. Đó. Thì cũng như cái tiền này giữ đây đi, cũng không phải là xuống nhiều gì nó cũng
cũng hỗ trợ cùng chú để lo cho hai ngoại. Rồi cái này thì tiền điện như vậy cũng hơi nhiều, chứ không phải là ít. Dạ. Điện nước luôn mà. Cảm ơn chúng nhiều lắm á. Chứ bây giờ hãy cho hai bà cái sự sống là giống như là xài được quạt nè, xài được tủ lạnh nè, thì nó sẽ leo theo cái chỉ số. Rồi, ví dụ giờ tôi cho bà ở được thì cái chuyện này nó cũng nhỏ thôi. Dạ. Quan trọng với mình. Dạ. Nhưng mà nhiều khi nó cũng hơi khó. Mới đứng bước trên cà gà không táo. Dạ. Để tiếp tục để lo bà lâu dài được. Dạ, dạ. Vậy đi. Thấy không hai ngoại? Con biết không, từ hồi mà con chưa có mua tủ lạnh cho ngoại á, thì qua mình nó lấy nước đá uống không à. Đó. Rồi từ hồi con mua tủ lạnh cho ngoại rồi là đỡ ra là ngoại không có qua bển á. Chứ không phải qua bển ngày nào cũng qua, xách ca qua lấy nước đá. Chứ không phải mà nó ghét bỏ ngoại đâu. Thì bởi vậy cái đó biết rằng người ta thương mình, cũng vô điều kiện nhưng mình cũng phải là tiết kiệm những cái gì cần thiết ha hai ngoại ha. Dạ. Mà con móc cho 1 triệu thì chích lại 100 ngàn, mà bà 100 lấy tiền điện để giữ đây. Ngoại tôi cũng nói thiệt với con, không biết chừng nào mà ngoại tư quên ơn nó đó. Dạ. Mang hoài vậy đó. Nhiều khi có bệnh á, bệnh khi mua thuốc mình cũng chịu mua thuốc, đâu có lấy tiền bà đâu. Dạ. Mua mình chạy đi mua gì nữa mà hút thôi chứ mình nói kêu bà bà đưa tôi 50-30 không có mua hay gì. Dạ. Không có chuyện gì. Nhưng mà từ đến giờ con thấy bà hai á, bà quay ngược bên kia, bà có đồng tình không bà hai? Tôi ngồi tôi xây. Quay qua đây đi, cho nó vui hai bên. Tôi thấy rồi nó cái giò nó đau. Dạ hả? Quay hoài. Đâu, chị em đâu có gây gỗ gì đâu. Tại vì con á, giờ nó mỏi rồi. Muốn hai ngoại vui cho nó, con thấy xé rồi nó đau. Ngoại hai buồn nên con hỏi. Xé cái tụt đó, mà cái giò nó đau. Ngoại. Ngoại hai, từ giờ có buồn gì không? Không có buồn. Dạ. Có tiền. Rồi vậy đi, bữa nay là con gửi tiền điện rồi đó, tiền nước đó. Dạ. Thì con sẽ hỗ trợ là trùng với chú Hoa đó, để lo cho hai ngoại. Dạ. Mong rằng là con sẽ giúp hai ngoại lâu dài. Cái duyên tới đâu hay tới đó nha. Dạ. Cũng sẽ tiết kiệm nha. Dạ. Tới đâu hay tới đó. Dạ. Chứ đừng có ỷ hoài là không được nghe, đừng ỷ... Ý có tiền ta cho cũng xài đúng rồi đó. Khi nào mà con trúng số con tỷ phú đi, con lên tiếng cái là chơi con lành. Thế nào mày cũng trúng à, thế nào cũng trúng đồng đất à, mua số đi con. Trúng gió. Thế nào cũng trúng, không có trúng gió đâu. Trúng gió. Không có trúng gió đâu. Vô dạ, đồng đất. Dạ. Tạm sự với là dạ. Hỏi thăm gia cảnh hai bà nha. Dạ, thôi con cảm ơn chú nha. Dạ. Đó hai ngoại ơi, chú Hoa thôi nó hết lòng. Hôm nay là nó tốt phải không? Gia cảnh của hai bà bữa nay tốt lắm. Nói có trời nó thương. Nó thương ngoại tư dữ lắm. Tội nghiệp nó. Bữa nay quá vui quá hạnh phúc. Dạ. Vừa về đi ruộng. Vô ruộng. Đó bây giờ đó là gặp được chú Hoa. Đó, vậy đó là chú Hoa cũng những cái lời chân thành của chú Hoa đó. Dạ. Mình mong rằng con cũng đã hiểu cái sự việc này. À. Một khi xài nhiều thì cái tiền điện nó sẽ leo lên. À. Thì nó sẽ tốn hơn. Chính vậy con cũng hỗ trợ cùng với chú Hoa đó. Nhưng mà chú Hoa cũng không phải là lấy hết đâu. Chú Hoa là còn hỗ trợ thêm trong đó nữa đó. Dạ. Nó hãy là phải nói chứ là con tôn trọng chú Hoa luôn rồi đó. Hả? Mới còn lạc hành đâu. Ừ. Bữa nay có lạc đâu. Bữa nay không có lạc hả? Nhỏ cái mới lạc không? Trời ơi con mẹ rồi kìa. Hả? Giờ không thèm con nữa phải không? Không thèm gì vậy? Nói chuyện mà. Thôi. Nói chuyện. Thôi. Bà nói chuyện gì bà đâu bà quay nữa hả? Bà quay lưng không à? Thôi về. Về đi con ơi, để mưa tới con ơi. Tối à. Bởi vậy ha nè nha. Tiền thì lấy rồi nè. Tiền điện cũng đóng rồi nè. Thì thôi mày về đây mày ngồi đây tao nhai nhức đây mày nhai tao nhức đầu quá nè. Có không? Không. Có không? Không có, tại tối rồi. Tự nhiên giờ thấy quay lưng hát ét vậy nè. Không có ét ét là hỏi coi mơi có lạc hành không mua cho tôi chứ. Vậy hả? Mua gì? Hành. Chứ bây giờ chứ không phải là muốn đuổi nó về phải không? Không. Nói vậy bà không nghe à. Bây giờ này con hỏi là một cái nữa nè. Đóng tiền điện rồi cho không không? Không. Cho không không? Không. 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 Tối rồi về đi rồi. Bữa nay mặc đồ đẹp gái muốn chết kìa. Ai đâu đẹp gái dạ. Bữa nay hả thường ngày mặc quần xài áo nọ, bữa nay chơi nguyên đồ bông luôn nè. Sợ nó làm đâu chú đâm bờ mặt. Đó lại nó hung đó. Lại hung hả? Lại bà nói. Tối rồi cũng còn tiếu nữa.
Đó gì vợ con ở trong kìa. Con à, chừng nào con có qua nữa đem cho ngoại trư chơi dầu nghe con. Dạ. Đừng có đánh chống lãng. Hay không đi. Chó không đó. Làm đấy sợ không chết. Ủa, cho ông trái dầu nó đó nha. Không đi. Không đi. Giờ cho anh. Cái đầu xuống đầu dầu. Đẹp đi mà nó cho hung kìa. Ủa, bà cho hung rồi đó. Cái đầu sưng thùng vô con. Con làm gì hung? Con sẽ hung cái chỗ mà vừa rồi bị té. Cho là chỗ nó đau nó. Hung chỗ đó. Một ha. Đau mà. Giờ con sẽ hung chỗ đó cho mau sẹp nha. Không đi. Đó, cho đó. Thí mẹ mặn cùi đi ha. Không phải thí mặn cùi, cho cháu hung. Cho hung à, cái này là dần hiến ha. Dần hiến. Dần hiến. Đó. Chứ không từ chối. Thôi bây giờ con sẽ hôn chỗ đó cho nó lành, nó sẹp lại nha. Cảm ơn. Đó, ông đi. Đừng có tớ. Còn bà Tư á. Là còn bà Tư á là bà té cái ngón chân phải không? Đưa cái chân con hôn cho. Đâu đưa cái chân lên con không cả. Thôi, đừng đau lắm. Thôi hôn cái mặt đi. Hôn cái mặt nó không hết cái chân. Hết. Anh chạy nọc hết. Anh chạy nọc. Trước cái chân mà hôn. Chạy nọc được. Chạy nọc kìa. Thôi giờ hôn nè. Xong rồi không? Hôn đi. Ủa hôn rồi. Hôn bả đi. Vậy hả? Hôn bà này phải không? Dở chân lên con hung. Thôi phải là cái chân sưng, chân đau lắm. Thôi giờ nè, con sẽ cố gắng con về rồi bữa nào con qua con đem cho hai mấy chai dầu cho hai ngoại sức nha. Hết phải không? Rồi con đem qua. Dạ. Thì thưa cô chú anh chị, thì sau có cuộc trò chuyện vui với hai ngoại đó, Phong cũng về cũng chiều rồi. Thôi về đi con, đi tối con vừa tới kìa. Hai ngoại giữ sức khỏe nha. Ừ. Thì cố gắng giữ sức khỏe. Ngồi quán ngồi cái đi. Cho ngoại tư gửi lời về thăm vợ con. Dạ. Mình trước khi mình dừng á là mình phải chào khán giả. Đây để con chào trước nha. Thì cuộc vui này thì cũng tới chiều rồi. Thì thôi Phong xin phép về. Phong cũng chính chúc tất cả cô chú anh chị trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều điều may trong cuộc sống. Hôm nay là Phong lấy 200 ngàn của chị Jennifer Đông để bà đóng tiền cho điện nước cho hai ngoại. Cảm ơn chị nhiều, chúc chị là luôn là vui trẻ và luôn luôn đẹp, và công ăn việc làm của chị luôn luôn thành công. Dạ, em xin cảm ơn chị. Hai ngoại chúc khán giả đi ngoại. Bye bye. Rồi, bye bye vậy thôi hả? Rồi, bye bye. Bye bye.